Phó Bí thư chi bộ phòng tư pháp ăn trộm cây hoa giấy. Sau khi xử lý về mặt đảng bằng hình thức cách chức Phó Bí thư chi bộ phòng tư pháp, ông Lê Trọng Tê đang bị xem xét xử lý về mặt hành chính do ăn trộm cây hoa giấy. Ngày 20 tháng 6, nguồn tin của báo Người Lao Động xác nhận cơ quan có thẩm quyền đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Bí thư chi bộ phòng tư pháp huyện Cư Giúp, tỉnh Đắk Nông đối với ông Lê Trọng Tê. Ông Tê là trưởng phòng tư pháp huyện Cư Giúp bị xử lý kỷ luật vì có hành vi trộm cắp cây hoa giấy. Theo nguồn tin, hiện vẫn đang trong thời gian ông Tê được quyền khiếu nại quyết định xử lý về mặt đảng. Sau khi các bên thống nhất về hình thức xử lý về mặt đảng, huyện sẽ thực hiện quy trình xử lý về mặt hành chính. Như báo Người Lao Động đã phản ánh, trước đó cơ quan chức năng huyện Cư Giúp đã nhận được đơn tố giác ông Tê lấy trộm cây hoa giấy ở một cơ sở trên địa bàn. Sự việc bị camera an ninh ghi lại. Bên cạnh đó, vị trưởng phòng này cũng bị vợ gửi đơn tố cáo có hành vi bạo lực gia đình, nhưng sau đó xin rút lại nội dung tố cáo. Lãnh đạo huyện ủy Cư Giúp đã chỉ đạo ủy ban kiểm tra huyện ủy làm rõ cả hai nội dung nêu trên, xem có đúng sự thật hay không. Vì người vợ cũng đang công tác tại một đơn vị cấp huyện.